Rachel xin được chào đón quý vị và các bạn trở lại với kênh YouTube của Rachel Gray. Ngày hôm nay là ngày thứ hai, 1 tây tháng 2. Kính chúc quý vị đầu tháng được mọi sự may mắn và có nhiều tin hay ha. Kính thưa quý vị, vào ngày Chủ nhật thì có một cái bản tin rất là lạ ở Olympia, Washington. Thì có một nhóm người homeless cùng với một số nhà hoạt động. Họ đã chiếm 17 phòng ngủ ở một cái hotel gọi là Red Lion. Theo các quan chức ở thành phố đó đã chia sẻ lại rằng họ đã nhận được cú điện thoại. Những người nhân viên ở khách sạn Red Lion, họ đã bị tấn công cũng như là bị đe dọa. Và có một số của những người nhân viên thì họ phải sợ quá, họ phải chui vào tận hầm để mà họ trốn. Thì cái nhóm người homeless cũng như nhóm người vận động này, khi mà họ đến hotel, không phải là họ chỉ đến bình thường, nhưng mà theo những cái sự báo cáo lại là những người này có mang đồ trắng, tấm shield, có mang dao, rồi đội mũ. Nói chung là họ chuẩn bị để mà chiến đấu trong ngày hôm đó. Thì cuối cùng họ đã chiếm được là 17 cái phòng như thế. Sau khi được gọi thì các đội thực thi pháp luật và SWAT đã đóng cửa cái con đường gần đó, và họ đã đến cái khách sạn ngày hôm đó, bắt giữ được một số người. Nhưng mà cái điều này cho mình thấy rằng hiện bây giờ quý vị thấy ở homeless mà bây giờ người ta cũng lên ngôi nữa, quý vị thấy không? Cho nên trong cái thời gian vừa qua, người ta nói rằng nếu như ông Joe Biden mà đắc cử thì sẽ có những cái điều thế này sẽ xảy ra và còn nhiều hơn nữa. Và có một cái điều nữa mà Rachel biết được là gần đây thì một số người cũng đang lên án và chửi bên chính quyền ông Joe Biden rất là nhiều, trước khi lên đã hứa về cái gói hỗ trợ và đặc biệt nữa cho cái con số tiền đó là 2.000 đô cho mỗi người, nhưng đến nay vẫn chưa thấy. Chắc có thể trưa nay Rachel sẽ lên live để cập nhật cho quý vị thêm những cái thông tin về cái vấn đề này. Mình thấy cũng là rất là thú vị đó. Tại vì có một số người hiện bây giờ vẫn quan tâm là cái số tiền 1.400 hoặc là cái số tiền 2.000 có hay không và chừng nào có. Thì trong ngày hôm nay thì tôi sẽ lên live để chia sẻ với quý vị nha. Rồi trở lại với cái nhóm người ở homeless này. Vào ngày thứ bảy thì nhóm này đã đặt một cái phòng khách sạn và sau đó thì họ đã đưa 33 người homeless vào. Và tính đến ngày Chủ nhật thì họ có trên dưới là 45 người đã chiếm đoạt cái hotel ngày hôm đó. Trước đó thì cái nhóm này gọi là Only House Now, họ đã đưa ra một cái danh sách nhu cầu mà họ yêu cầu rằng cái quận ở đó phải cung cấp cho họ những cái điều như thế này. Như quý vị thấy ở đây, đây là một cái văn bản mà cái nhóm đã đưa ra. Only Housing Now Text Hotel for Emergency Pandemic Housing. Họ cho biết luôn cái lý do là vì sao mà tôi chiếm đoạt cái hotel như thế này, vì để cung cấp housing cho trong cái mùa đại dịch này. Và đặc biệt nữa họ kêu gọi rằng cái quận Thurston County này phải trả cho những cái phòng mà họ chiếm đoạt như vậy là 100%. Và họ kêu là ở cái quận này nên nộp đơn cho FEMA. Thì quý vị biết là FEMA là một cái hiệp hội tài trợ và cũng như hỗ trợ khi mà ở đất nước Mỹ có cái vấn đề emergency xảy ra. Ở đây họ nói rằng là today, là vào ngày hôm nay, all the housing now, lấy những cái phòng ở đây for emergency, for cái emergency là khẩn cấp vì cái đại dịch housing này. Ở ngoài trời thì rất là lạnh cho những người phải ngủ trên đường, đặc biệt là trong cái mùa đại dịch này. Và trong đó họ nói rằng FEMA cho số tiền county là 100% funding để mà hỗ trợ housing cho những người 65 tuổi hoặc trở lên, hoặc là cho những người có cơ hội bị ảnh hưởng vì cái COVID này ở trong shelter, nhưng mà đặc biệt là không có ở chung, nên congregate là có nghĩa là ở riêng, không có ở chung như thế. Tóm lại họ nói rằng những cái điều ở đây thì giúp hỗ trợ cho những người cao niên cũng như là những người dễ bị bệnh COVID, và cái điều này sẽ giúp không có bị lây lan trong cộng đồng, bảo vệ được tính mạng của người dân ở đó. Đây là năm cái điều mà họ demand ở đây là Thurston County Health Department cần phải nộp đơn cho FEMA funding để sử dụng cái số tiền COVID này để cho shelter cho những người 65 tuổi trở lên, hoặc là những ai mà có những cái triệu chứng bệnh trước đó rồi, có một cái chỗ ở không phải tập trung. Thành phố Olympia phải hỗ trợ cái nơi ở sạch sẽ, phải có một cái chỗ ở không tập trung, không đông quá ở nơi đó, phải sạch sẽ, phải có cung cấp những cái thiết bị cần thiết về hygiene. Và 24 tiếng restroom facilities phải có cái nơi công cộng. Và đồng thời thành phố Olympia cần phải
Có một cái voucher để hỗ trợ cho những người dân và cộng đồng ở Olympia. Rồi có một cái điều ở đây họ nói rằng là Olympia cần phải cho cái nơi ở miễn phí cho những người income quá thấp ở trong xã hội là 26.200 đổ xuống cho một gia đình 4 người. Thì cũng đúng, mình theo Rachel thấy là cái con số ở đây á, nếu như một gia đình mà sống ở miền Bắc mà 26.200 một năm như thế này thì làm sao đủ sống, đúng không? Tại vì nhà cửa ở Washington nó sẽ mắc hơn ở những nơi ví dụ như ở South hay là ở Texas hay là ở Georgia như thế này. Nhưng mà có cái vấn đề là tại sao đi làm mà không để dành tiền, có bao nhiêu ăn xài hết. Cái điều này cũng không phải mình trách móc như thế nào, nhưng mà đối với mình thì chính Rachel cũng có thấy rằng á, giống như cái đợt này vì cái đại dịch chính phủ cho tiền 1.200, 600 rồi ấy. Có nhiều người bạn nail shop kể rằng, những người chị, anh chị làm nail shop họ kể rằng trong cái thời gian này hả, làm nail vô trả tiền mặt tờ 100 không à, rồi móng tay dài thật dài, rồi gắn diamond á. Bữa nay Rachel có móc tay nhưng mà làm free. Người chị quen làm free. Chỉ giỡn thôi, nhưng mà cái vấn đề ở đây đó là khi mà có tiền á, thì lại xài cho tóc, cho tay, xài rất là nhiều. Cho nên khi mà cần thiết như thế này thì không có. Rồi có nhiều người nói nữa cũng là chích thuốc rồi nói chung cũng phải như thế nào đó, đúng không? Thì dĩ nhiên là sẽ có những người trong cái trường hợp là emergency khẩn cấp thì họ mới bị income quá thấp như thế này. Nhưng mà cũng có một số thành phần là họ không biết lo không gì hết và cứ mọi thứ cứ bắt chính phủ lo. Thì giờ quý vị suy nghĩ như thế nào về cái vấn đề này? Khi mà mình thấy những cái sự đòi hỏi như vậy, thì mình suy nghĩ cho những người mà ồ già lớn tuổi hoặc những người bị bệnh rồi mà giờ không có chỗ ở thì cũng rất là tội nghiệp. Bên cạnh đó thì tôi nghĩ rằng cũng có một số người người ta cũng lợi dụng về cái vấn đề này nữa để mà đòi hỏi cái quyền lợi thêm, mà đòi hỏi một cách quá đáng. Thì kính thưa quý vị, bà thị trưởng tên là Cheryl Selby, bà đã có cho biết rằng việc đảm bảo rằng những cư dân không bị gián đoạn của chúng tôi được tiếp cận với nhà ở an toàn và giá cả phải chăng là điều ưu tiên hàng đầu của Olympia trong hơn một thập kỷ qua. Olympia đã dẫn đầu trong việc ứng phó với tình trạng vô gia cư, điều phối nơi ở và các nhu cầu cơ bản khác. Các chiến thuật mà Only House Now sử dụng ngày nay không hiệu quả và sẽ không làm cho sứ mệnh trở nên khả thi hơn. Đó là cái điều mà người thị trưởng ở đó đã trả lời như vậy. Kính thưa quý vị, bên cạnh đó thì có một bản tin Rachel thấy cũng tích cực mà cũng vui một tí xíu, đó là có một người đàn ông ở Idaho đã thắng lottery, thắng xổ số được 6 lần. Trời ơi, thắng được một lần là mừng muốn chết, còn này ông thắng được 6 lần, đúng không ạ? Có một cái ông này tên là Brian Moss, đến từ Meridian, ông đã thắng một cái scratch ticket là 250.000 đô. Cái thẻ này nó gọi là crossword scratch, giống như là số cạo á. Thì thường thường tôi thấy số cạo đâu có thắng dữ đâu mà ông này không thắng được cái ticket là 250.000, chả đứt được cái nhà rồi ha. Ông này là chủ của một cửa hàng sức khỏe tên là Nuco Sport và Nutritions. Ông có nói với đài ở Idaho rằng là ông ủng hộ cho những cái chương trình xổ số như thế này, tại vì khi mà có những cái chương trình xổ số như vậy, họ hỗ trợ cho trường học nè, họ giúp đỡ cái funding để mà xây dựng ở thành phố. Đồng thời nữa, số tiền gây quỹ từ lottery cũng giúp cho trường đại học. Thì quý vị biết cái điều đó là tại vì một người nào khi mà thắng được giải độc đắc ở Mỹ này á, thì họ nhận được chừng 50% thôi, còn 50% còn lại thì họ phải đóng thuế và cái số tiền này sẽ đi vào trong cái hỗ trợ như thế này. Tổng cộng trong lịch sử xổ số ở tiểu bang này có 961 triệu đô la đã được đóng góp cho những cái đơn vị mà Rachel mới chia sẻ. Ông Brian Moss đã có chia sẻ rằng tôi tự hào để giúp hỗ trợ các trường công lập Idaho. Đó thực sự là lý do mà tại sao tôi chơi, tại sao tôi mua những cái ticket này và ông cũng chơi thường xuyên. Thì không biết là có những quý vị nào trong cộng đồng của chúng ta ưa chơi những cái phiếu này hay không? Nhưng mà thường thường những người mà Rachel thấy chơi đó đa số là thua không quý vị ơi. Giống như lâu lâu thắng được 5.000, 7.000, 10.000 chứ 100.000 thì Rachel chưa có thấy. Mà thấy thua thì thua nhiều đó. Cho nên là một cái thông tin để vui vui thôi, chứ quý vị nhớ là đừng có chơi nhiều quá. Thì cái anh chàng này anh có nói rằng anh dự tính là sẽ giữ cái số tiền này để trả tiền học cho con của anh sau này. Kính thưa quý vị, bên cạnh đó thì có một cái bản tin nữa nghiêm túc ha.
Cái bản tin này đó liên quan đến ông thống đốc ở New York. Gần đây thì Rachel tin chắc rằng một người thống đốc rất là nổi tiếng đó là ông Gavin Newsom, tại vì người dân ở California muốn trút phế ổng, cho nên người ta đang thâu thập những cái chữ ký. Thì Rachel tin chắc rằng một số quý vị đã biết. Nhưng mà có một cái nhân vật nữa gần đây cũng nổi lên rất là nhiều đó là ông thống đốc ở New York, đó là ông Andrew Cuomo. Có một cái điều mà tại sao cái nhân vật này cần đáng chú ý, đó là trong cái thời gian mà trước bầu cử và trong cái thời gian tranh chấp pháp lý thì ông này nói chung là lúc nào cũng miệng lớn hết trơn á, lúc nào cũng lên trên đài và chỉ trích cựu tổng thống Donald Trump là một người lãnh đạo thật là yếu kém. Vì cái sự lãnh đạo yếu kém của ông cho nên là người dân phải thiệt mạng, những người dân chết này là tại vì cái sự lãnh đạo này. Đó, thì ông lúc nào cũng đổi mọi thứ lên trên đầu của người cựu tổng thống Donald Trump. Gần đây thì người tổng trưởng lý ở New York họ đã đưa ra một cái bài báo cáo, và cái bài báo cáo này cho thấy rằng những cái con số mà ở New York họ đưa lên vì những người lớn tuổi tử vong, thì cái con số mà họ thống kê họ đưa đó nó thấp hơn 50% so với cái số thật. Và cái điều này giống như là ổng che đậy những cái gì ổng làm nó sai trái. Có một cái điều mà ông Andrew Cuomo ổng làm, có ngày ổng lệnh cho những cái trung tâm dưỡng lão này mà những người nào mà lớn tuổi trên 65 tuổi mà bị Covid thì giữ lại ở chỗ trung tâm dưỡng lão để mà điều trị giống như vậy đó. Thì cái điều mà report hiện bây giờ từ ông tổng trưởng lý đưa ra cho thấy rằng là cái điều của ông Cuomo làm như vậy là sai. Tại vì khi mà một người nhiễm Covid cần phải ở lại trong nơi dưỡng lão như thế này, thứ nhất là những cái điều kiện y tế người ta không đủ, và cái thứ hai nữa nó không phải như là bệnh viện để mà hỗ trợ cho những người này. Và đồng thời cái sự nguy hiểm nhất là cái người bệnh Covid đó ở lại trong cái nơi dưỡng lão như thế này bị sẽ lây lan ra cho những người lão khác, tại vì người ta 65 tuổi trở lên thì đa số là sẽ bị nguy cơ để mà nhiễm Covid cao hơn. Nhưng mà đằng này người ta ổng lại quyết định là giữ những người bị Covid lại ở trong nơi dưỡng lão như thế. Thì người tổng trưởng lý đã điều tra trên dưới là 65 nơi dưỡng lão và cho thấy rằng những cái con số mà những người nhập viện và chết và tử vong vì Covid thì cái con số này rất là cao, và những con số này không có được thống kê trong cái số tử vong ở những nơi dưỡng lão. Có nghĩa là cái điều mà người ta lên án hiện bây giờ là giống như ông này là một tội phạm giết người giống như vậy đó, hoặc là một cái tội phạm hình sự, tại vì cái điều ông làm như vậy đã làm cho nhiều người chết quá nhiều. Đặc biệt cái điều này đáng quan ngại, và người ta nói rằng cần phải điều tra một cách hình sự, là tại vì đây sẽ cho chúng ta thấy rằng một sự che đậy của corruption của chính phủ. Thưa quý vị, gần đây thì có một người dân biểu tại tiểu bang New York thuộc đảng Cộng Hòa đã kêu gọi ông thống đốc Andrew Cuomo này nên từ chức. Trong một chương trình phỏng vấn với đài Fox News là Justice with Jenny Pearl, thì bà có nói rằng tôi muốn xem một cuộc điều tra liên bang, vì tôi nghĩ rằng đã có những hành vi tội phạm được thực hiện bởi thống đốc, bởi các nhân viên cấp cao của ông ta. Tôi muốn một cuộc điều tra rất công khai và minh bạch. Và bà có mô tả rằng đây là một vụ bê bối tham nhũng lớn và che đậy ở cấp cao nhất của chính quyền ở tiểu bang New York. Và bà có mô tả rằng việc này cho thấy rằng đây là một vụ bê bối tham nhũng lớn và che đậy ở cấp cao nhất của chính quyền bang New York. Và bà cũng cho biết rằng bà tin rằng ủy viên y tế ở New York, đó là tiến sĩ Howard Zucker, nên từ chức sau khi được phát hành của một bài báo cáo dài 76 trang. Bà nói rằng ông Andrew Cuomo nên từ chức vì sự che đậy tội phạm mà tôi tin rằng là có xảy ra ở điều này. Bà nói rằng điều đáng nói nhất, họ biết những con số này họ đưa ra ngay trong ngày, điều đó cho thấy họ đang cố gắng che đậy chúng. Trong cái cuộc phỏng vấn đó thì người dân biểu tên Stephanie này cũng có chia sẻ thêm rằng điều đáng nói nhất, họ biết những con số này họ đưa ra trong một ngày, điều đó cho thấy họ đang cố gắng che đậy chúng. Có nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời khi bạn xem bản báo cáo dài 46 trang như thế này. Đây là sự khởi đầu của việc theo đuổi công lý, không phải là kết thúc. Tôi sẽ kêu gọi tổng trưởng lý tiếp tục chuyển quá trình đó về phía trước. Và bà cũng có kêu gọi người tổng trưởng lý Tisha James và Bộ Tư pháp ngay lập tức đưa ra chát đòi hầu tòa.
để yêu cầu chính quyền Cuomo cung cấp các tài liệu và thông tin liên quan đến việc xử lý đại dịch của ông ta. Đây là trách nhiệm giải trình về hậu quả. Và bà cũng có chia sẻ thêm rằng tại sao mà chính quyền của ông Cuomo đã có thể làm như vậy là tại vì ở tòa án thường thì họ không đưa ra những cái trác hầu tòa và họ không có điều tra về những cái vấn đề như thế này. Thành ra là bên ông Cuomo có thể che đậy giống như một tay che trời về cái vấn đề này. Bà nói rằng đây không chỉ là một vụ bê bối trong viện dưỡng lão mà còn là một vụ che đậy tội phạm, một vụ bê bối tham nhũng ở cấp cao nhất của chính quyền ở tiểu bang New York. Quý vị suy nghĩ như thế nào về vấn đề này? Quý vị nghĩ là ông Andrew Cuomo có bị điều tra và bị trừng phạt hay không? Hay là tại vì ở tiểu bang New York là thuộc về đảng Dân Chủ cho nên họ sẽ bao che lẫn nhau và cuối cùng rồi cái vấn đề này cũng sẽ đi vào quên lãng và những người cha, những người mẹ, những người ông bà đã bị tử vong về vấn đề COVID gây ra vì cái lỗi của ông Cuomo như thế sẽ đi vào lãng quên. Thì quý vị suy nghĩ như thế nào? Để lại bình luận dưới đây nha. Rồi xin cảm ơn quý vị rất là nhiều đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý vị trong những cái chương trình sau tiếp trong ngày. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại sau. Bye.